Giám đốc tình báo đối ngoại Nga nỗ lực phản công của Ukraine thất bại. Loạt tên lửa đạn đạo tấn công Kiev. Tiết lộ chiến thuật giúp Ukraine cầm chân lực lượng Nga ở thành trì Adyuka. Ukraine nói Nga mất 1.300 quân, 12 hệ thống pháo binh trong 24 giờ. Nga nói bao vây và hạ nhiều lính Ukraine ở tà ngạn sông Dnipro. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. TASS đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR Sergei Naryshkin gọi nỗ lực phản công Ukraine vào năm 2023 là một thất bại hoàn toàn. Ông Naryshkin nói, các nỗ lực phản công đã thất bại, chúng tôi coi đây là sự thất bại hoàn toàn. Ukraine chưa đạt được thành công nào trên chiến trường, họ đã phải gánh chịu những tổn thất thực tế về nhân lực và trang thiết bị quân sự ở mức độ không thể khắc phục được. Đồng thời, người đứng đầu SVR lưu ý rằng chiến lược của Ukraine vẫn không đổi, đó là tiếp tục thù địch và không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Ông Naryshkin cũng nhấn mạnh rằng các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi. Nga phải loại bỏ tất cả các yếu tố đe dọa an ninh của mình. Điều kiện số một cho điều này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo tình trạng trung lập và không liên kết của chính quyền Kiev, ông Naryshkin nói. Theo hãng thông tấn Ukrinform, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Omitschak cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinja của Nga trên không phận tỉnh Kiev vào ngày qua. Phía Ukraine, tổ quân Nga đã phóng 3 tên lửa Kinja vào Kiev. Chúng được phóng từ tỉnh Tula, Nga và nhắm vào thủ đô Kiev và thành phố Starokostiantynivka, tỉnh Khmelnytsky, miền Tây Ukraine. Cụ thể, lực lượng không quân Ukraine ban đầu cảnh báo về tên lửa hướng tới Starokostiantynivka vào khoảng chiều qua. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, sau đó xác nhận rằng một vụ phóng tên lửa đã xảy ra ở Starokostiantynivka. Ngay trước tuyên bố của ông Inat, cảnh báo không kích đầu tiên vang lên trên khắp Ukraine khi các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân quân sự Savasleka của Nga ở tỉnh Nizhny Novgorod. Các máy bay này có khả năng mang tên lửa Kinza. Theo tờ Skip Independent, ngày càng nhiều máy bay MiG-31 xuất kích và loạt tiếng nổ cũng vang lên sau đó ở Kiev và Starokostiantynivka. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, tỉnh Kherson, ông Roman Morocco cho biết Nga đã liên tục dội pháo binh vào tỉnh này trong ngày qua. Trong đó có một đợt nhắm vào trung tâm thành phố Kherson khiến một người đàn ông nam 7 tuổi bị thương. Trước đó, các đòn pháo kích của Nga và các khu dân cư Kherson ở khu vực tả ngạn sông Dnipro cũng khiến một phụ nữ bị thương. Cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày qua đặc biệt căng thẳng tại trào lửa Adyivka khi quân đội Ukraine đang chịu áp lực lớn xung quanh thành trì chiến lược này ở miền đông, nơi Nga đạt được một số bước tiến lớn nhất trong năm nay. Trước các đợt tấn công dồn dập của Nga, Ukraine đã tung chiến thuật cản phá các làn sóng tấn công dồn dập của Nga ở Adyivka. Forbes nhận định việc Ukraine có thể cầm chân trước lực lượng Nga áp đảo về mặt số lượng không phải là không có lý do. Trong nhiều tháng, bất chấp Nga đưa lực lượng lớn quân nhân thiết giáp vào mặt trận này, Ukraine vẫn có thể cố thủ và ngăn Nga đạt được đà tiến. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine đã triển khai chiến lược tấn công bằng UAV, đồng thời tìm cách vô hiệu UAV đối phương nhằm mục tiêu kiểm soát vùng trời. Cụ thể, Forbes cho hay, Ukraine đã tập trung tấn công vào thiết bị tác chiến điện tử Nga triển khai gần Adyivka, trong khi Kiev cũng gia tăng sử dụng khí tài gây nhiễu của riêng họ để đánh chặn UAV của Moscow. Các chuyên gia quân sự nhận định, lợi thế của Ukraine trong hoạt động tác chiến điện tử dường như đã giúp họ đạt được hiệu quả tích cực ở mặt trận này. Số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gia tăng khá nhiều, trong khi số lượng các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã giảm đi tương ứng. Sau khi không thể giành quyền kiểm soát được cứ điểm Adyivka bằng thiết giáp và bộ binh, Nga đã chuyển sang tấn công từ trên không bằng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV mang chất nổ, có gắn camera nhìn đêm, để tấn công vào tuyến tiếp tế hậu cần của Ukraine trong bóng tối. Mục tiêu của Nga là dùng UAV vây bọc gián tiếp lực lượng Ukraine, khiến họ phải rút lui khi nguồn cung thiết bị bóp nghẹt. Ukraine đang tìm cách hóa giải những UAV này trước khi chúng có cơ hội tấn công, đồng thời ngăn Nga có thể đánh chặn máy bay không người lái của Kiev bằng tác chiến điện tử.
Theo các chuyên gia quân sự, không biết Ukraine sẽ có được lợi thế này trong bao lâu, nhưng chiến lược này đang cứu sống binh sĩ của Kiev. Khi các UAV nhỏ mang theo chất nổ dần dần trở thành một trong những vũ khí nguy hiểm nhất trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng giữa Nga và Ukraine, các hệ thống tác chiến đã trở nên không thể thiếu. Lực lượng có lợi thế về thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến có thể kiểm soát được không phận trên chiến trường. Về mặt tổng thể, Ukraine chưa thể so sánh với Nga về tiềm lực tác chiến điện tử. Nhưng ở Adipka, họ dường như đã triển khai thêm các hệ thống này để ngăn Nga kiểm soát hoàn toàn không phận. Ukraine từ lâu đã nêu quyết tâm nâng cao năng lực tác chiến điện tử để bắt kịp Nga, cường quốc quân sự nổi tiếng với khả năng đánh chặn bằng gây nhiễu. Newsweek đưa tin, Kiev cho biết lực lượng Nga ở Ukraine đã mất hơn 1.300 binh sĩ và hàng chục hệ thống pháo binh trong 24 giờ qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Moscow đã mất tổng cộng 342.800 quân kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022. Việc Kiev phá hủy 12 hệ thống pháo binh của Nga trong ngày qua nâng tổng số thiệt hại được báo cáo của Moscow lên tới 8.088 hệ thống. Newsweek không thể xác minh độc lập số liệu của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Những con số Kiev công bố là dấu hiệu mới nhất về tổn thất nhân mạng đáng kinh ngạc trong cuộc chiến tiêu hao. Thật khó để biết chính xác có bao nhiêu binh sĩ tinh nhuệ, lính dù, đội xe tăng, tù nhân nghĩa vụ và lính đánh thuê của Moscow đã thiệt mạng hoặc bị thương. Nhưng các nhà phân tích phương Tây tin rằng Nga đã phải chịu hàng trăm nghìn thương vong trong gần 2 năm xung đột. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sadov nói rằng căng thẳng vẫn còn ở khu vực làng Krynki ở tảng ngạn sông Dnipro, nhưng phía Nga đã bao vây và hạ hàng chục lính Ukraine. Cường độ pháo kích vào cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực không hề suy giảm. Ukraine sử dụng tất cả các loại vũ khí như pháo binh, súng cối, các hệ thống pháo phản lực bắn loạt, MLRS, máy bay không người lái, UAV để tấn công khu vực này, ông nói. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov đăng tải trên kênh Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào các khu vực đông dân cư của tỉnh Belgorod trong ngày qua, trong đó có nhiều đợt oanh tạc bằng UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga đã chặn 6 cuộc tấn công của quân Ukraine ở tỉnh Donetsk. Theo hướng Donetsk, các đơn vị chiến đấu phía Nam với sự yểm trợ của hỏa lực và pháo binh đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của các nhóm tấn công từ Lữ đoàn Cơ giới số 24 và Lữ đoàn Tấn công số 5 của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tổng thiệt hại của đối phương trên hướng này lên tới 265 binh sĩ, 2 xe thiết giáp, 3 ô tô quân sự, 2 pháo tự hành Acacia, 3 pháo Mstabe và 1 hệ thống D-30. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này ngày qua cũng tấn công quân đội và thiết bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 30, lữ đoàn không kích số 79 và số 95 của Ukraine gần các khu định cư Kupdiomuska, Mariinka, Krasnoy và Andreyevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng. Không quân Ukraine ngày 13 tháng 12 cho hay, Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm bằng 10 UAV Shahed, được phóng từ một địa điểm ở Balaklava, phía nam bán đảo Crimea. Ukraine cho biết họ đã chặn được hầu hết UAV Nga ở tỉnh xung quanh Odessa. Moscow cũng đã phóng 10 tên lửa đạn đạo nhưng tất cả đều bị đánh chặn. Trong một thông báo trên Telegram, không quân Ukraine cho hay đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Ukraine. Tất cả 10 mục tiêu bay về hướng thành phố Kiev theo quỹ đạo đạn đạo đều bị đơn vị phòng không đánh chặn. Loại tên lửa chỉ có thể được xác định sau khi nghiên cứu mảnh vỡ. Tuyên bố cho biết thêm, mảnh vỡ của tên lửa rơi trúng các tòa nhà ở thủ đô gây hỏa hoạn và một số thiệt hại khác, đồng thời làm bị thương 53 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ có phản ứng đối với vụ tấn công này. Trong khi đó, theo bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, bãi phóng mới của Nga là một diễn biến đáng chú ý. Balaklava là địa điểm phóng thứ 5 mà Nga sử dụng để phóng UAV tấn công Ukraine. Những địa điểm khác nằm ở Kepchader, Jest, Primorsko và Kup. Rất có thể, Nga đang phân tán UAV tới nhiều địa điểm như một biện pháp bảo vệ lực lượng, đồng thời làm phức tạp các nỗ lực phòng không của Ukraine. Nga có thể sử dụng các địa điểm phóng UAV mới để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, buộc Kiev phải tìm cách ứng phó với lộ trình mới của các hệ thống này. Bản cập nhật tình báo của Anh nhận định, Ukraine cũng được cho là đang sử dụng UAV để đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Crimea.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.